tiền của anh là máu đó. Chị nào mà trả tiền cho tôi? Mấy chú tính lãi suất lại đi. Chứ tính cái kiểu đó không khác gì giết tôi. Mày mà không trả nợ tao bắt hai đứa này về. Người dây không trả thì người bảo lãnh phải trả. Hay là mày muốn tao tới công ty của mày đòi nợ mày? Sau một thời gian lắng xuống, tín dụng đen đã bắt đầu xuất hiện trở lại với lãi suất cao gấp lượng và diễn ra dưới nhiều hình thức. Cái lợi trước mắt của hình thức dây này là ngay lập tức có tiền để giải quyết công việc. Tuy nhiên đằng sau đó lại là vô số hệ lụy khôn lường nếu trường hợp người dây không trả nợ đúng hạn. Sau đây là ba câu chuyện đầy bi kịch liên quan tới tín dụng đen.